Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 5 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công các dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 tại thị xã Mường Lây. Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa mặc dù đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên thời tiết nắng nóng khô hanh tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Do vậy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng đang được địa phương tiếp tục tăng cường. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, chiều nay đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang liệt sĩ A1. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa và dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ, cầu mong anh linh các liệt sĩ an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, đất nước Việt Nam hội nhập phát triển, dân tộc Việt Nam trường tồn, giàu mạnh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác nguyện sống chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tiếp tục nỗ lực cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã đến tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và chiêm ngưỡng bức tranh panorama. Chiều nay, Thường trực Thành ủy thành phố Điện Biên Phủ tổ chức trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Bảy, đảng viên thuộc tổ dân phố 3, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và trao huy hiệu. Đồng chí Phan Thị Bảy sinh năm 1930, quê quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, tham gia cách mạng năm 1950, được kết nạp Đảng ngày 31 tháng 10 năm 1955, chính thức ngày 31 tháng 10 năm 1956. Năm 1979, khi đang là thanh niên sung phong, với tinh thần yêu nước, bà đã cùng chồng lên xây dựng vùng kinh tế mới tại C1 Nông trường Điện Biên, Lai Châu cũ. Trong quá trình công tác, đồng chí Bảy luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhà nước tặng nhiều huân huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ như huy chương phát triển nông nghiệp, huy hiệu kỷ niệm khu tự trị Tây Bắc vì sự nghiệp phát triển nông thôn. Chúc mừng và trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Bảy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến của đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Cường gửi lời chúc mừng và trân trọng ghi nhận những đóng góp của đảng viên Phan Thị Bảy trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Đồng thời mong muốn đảng viên Phan Thị Bảy với kinh nghiệm 70 năm tuổi Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, chia sẻ kinh nghiệm, làm gương sáng cho cán bộ đảng viên trẻ noi theo. Sáng ngày 5 tháng 4, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. Đến kiểm tra dự án sân vận động, sau khi nghe báo cáo tiến độ thi công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu trong việc triển khai dự án. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hạng mục của dự án, xem có các khiếm khuyết để khắc phục. Đồng thời tiến hành vệ sinh công nghiệp toàn bộ sân vận động. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thành việc bó lát vỉa hè xung quanh sân vận động, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đối với dự án sửa chữa chỉnh trang đường 10,5m đoạn nối cổng phụ sân vận động tới đường Võ Nguyên Giáp phục vụ các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm các hạng mục giải thảm mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước và bó lát lại toàn bộ vỉa hè, hiện đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Kiểm tra dự án trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ, theo báo cáo đối với các hạng mục nhà lớp học và các phòng chức năng đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Hiện còn các hạng mục công trình phụ trợ như sân, hàng rào, nhà đa năng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thi công cần phối hợp
huy động nhân lực làm tăng ca tăng kíp để nhanh tiến độ để kịp bàn giao toàn bộ dự án cho thành phố Hà Nội vào đúng ngày 24 tháng 4. Đối với dự án nhà khách tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung các biện pháp để nhanh tiến độ dự án, nhất là hoàn thiện việc sơn, lắp đặt các trang thiết bị, nội thất các phòng. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư tăng cường đôn đốc, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô cũng đi kiểm tra các công trình đang thi công tại quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, trung tâm hội nghị tỉnh và kiểm tra một số tuyến đường phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Điện Biên năm 2024 đã tổ chức họp và triển khai một số nội dung có liên quan. Với chủ đề Tây Bắc cùng cả nước hội nhập và phát triển, hội chợ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 4 tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ. Quy mô hội chợ có khoảng 300 gian hàng của trên 145 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Mặt hàng trưng bày giới thiệu và bán tại hội chợ gồm sản phẩm cơ khí chế tạo, máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng, đồ điện tử, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thời trang, ẩm thực. Sau khi nghe các thành viên ban tổ chức thảo luận, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận: Hội chợ có ý nghĩa kinh tế và chính trị quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, tạo tính liên kết vùng giữa các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Điện Biên, và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tỉnh trong cả nước. Thông qua hội chợ, các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân, hộ kinh doanh được tiếp cận thị trường, trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bày bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, kết nối giao thương với các tỉnh trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Để tổ chức thành công hội chợ, đề nghị đơn vị tổ chức hội chợ phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng, quy mô hàng hóa, an ninh, điện, phòng chống cháy nổ. Ban tổ chức phải tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia hội chợ, nhất là doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương. Về thành phần tham gia hội chợ, yêu cầu mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phải có gian hàng tham gia hội chợ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động nắm danh sách các thành phần do Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp đón để chuẩn bị chỗ ăn nghỉ đầy đủ, chú đáo. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác truyền thông. Chiều nay, Học viện Chính trị khu vực 1 phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K69B05 hệ không tập trung khóa 2022-2024. Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Sau thời gian 2 năm học tập, 60 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng ban của các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã được trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật, khoa học lãnh đạo, những nội dung cơ bản trong quan điểm đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi, 52 học viên đạt loại khá, 5 học viên được tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong quá trình rèn luyện và học tập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các học viên. Đồng chí yêu cầu sau khóa học, khi trở về địa phương, cơ quan đơn vị, các học viên vận dụng sáng tạo kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là điểm nghẽn, rào cản để góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Từ đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hôm nay, Thành ủy Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 32 khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng thời tập trung thảo luận cho ý kiến vào tờ trình số 765 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Điện Biên Phủ với các yếu tố liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý 1/2024, nhiệm vụ giải pháp quý 2/2024, trọng tâm là chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, như công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự hành lang đô thị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường liên quan tập trung bám sát các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng giải pháp, lộ trình tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả trong quý 2 năm 2024. Chiều nay, huyện ủy Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 3 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Điện Biên chủ trì hội nghị. 3 tháng đầu năm 2024, huyện ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong 3 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì ổn định an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm được thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan tố tụng đã tăng cường công tác phối hợp trong phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm, việc bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm không xảy ra oan sai. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân đạt hiệu quả. Chiều nay, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 tại thị xã Mường Lây. Trong giai đoạn 2009-2023, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thị xã Mường Lây đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho mỗi người dân. Trong 15 năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông địa bàn đã tổ chức tuần tra kiểm soát hơn 550.220 lượt, gần với 100.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 4.050 trường hợp, nộp ngân sách trên 1,62 tỷ đồng. Giai đoạn 2009-2023, thị xã ghi nhận 13 vụ va chạm, tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người bị thương và 3 người chết. Từ năm 2015 đến năm 2023, chưa phát sinh vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện luật giao thông đường bộ 2008, trên địa bàn đã bộc lộ nhiều bất cập. Một số quy định không còn đáp ứng yêu cầu thực tế, nảy sinh nhiều vướng mắc, nhất là quy định, phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng, nội dung luật chưa cụ thể, dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Do vậy, thị xã Mường Lây kiến nghị Quốc hội sớm ban hành các nghị định và văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện. Làm rõ những nội dung của chuyên đề giám sát, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực nghiêm túc thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông của thị xã thời gian qua. Đồng thời đề nghị thị xã đẩy mạnh các hoạt động quản lý, kiểm soát, cấp phép và tập huấn nâng cao kiến thức cho các chủ phương tiện. Đối với các kiến nghị của thị xã cũng như góp ý của đại diện các cơ quan đơn vị thành viên đoàn giám sát về những bất cập liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để báo cáo Quốc hội và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp tục chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hôm nay tổ công tác số 1 do bà Lý Thị Phương Diện, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023 tại huyện Điện Biên Đông. Đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cộng đồng bản Tìa Dình 1 và 2, xã Tìa Dình. Giám sát thực tế việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại các tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình tại thị trấn Điện Biên Đông. Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông về việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, huyện phải thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch số 2783 của Ủy ban nhân dân tỉnh là trên 26.500 ha đất lâm nghiệp có rừng và trên 49.000 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Huyện đã giao và đo đạc gần 4.200 ha đất lâm nghiệp có rừng, đạt 100% diện tích. Trong đó đã triển khai giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 466 ha. Đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và phê duyệt mảnh trích đo của 14 xã thị trấn với tổng diện tích trên 25.000 ha. Giai đoạn 2019-2023, huyện Điện Biên Đông có trên 21.000 ha rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với trên 830 chủ rừng. Tổng số tiền đã được chi trả cho các chủ rừng là trên 31 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
huyện đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng vì trong quá trình thực hiện theo quyết định số 1208 của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa sát với hiện trạng sử dụng đất. Các thành viên trong đoàn giám sát đã yêu cầu huyện và các phòng ban chuyên môn làm rõ một số nội dung trong báo cáo về tồn tại hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời giải trình tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đạt thấp do đâu, vì sao người dân không thiết tha trong việc nhận rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kết luận buổi giám sát, bà Lý Thị Phương Diện, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới huyện Điện Biên Đông cần tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để làm báo cáo bổ sung gửi đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu quyền và trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng, cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, trình độ thực hiện nội dung đo đạc quy chủ, hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, từ đó có đủ căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày tích cực triển khai nhiều biện pháp, đến chiều ngày 4 tháng 4, vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa đã cơ bản được khống chế. Phóng viên thời sự thông tin trực tiếp tại hiện trường vụ cháy. Vụ cháy rừng xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 4 tại diện tích rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 562A khoảnh 6, bản Tiên Phong và tiểu khu 562A khoảnh 4A, bản Phai Tung, xã Mường Báng. Ngay khi tiếp nhận được thông tin vụ cháy, huyện Tủa Chùa đã huy động phương tiện và gần 1.000 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân, các ban ngành cùng nhân dân trên địa bàn xã Mường Báng và các xã thị trấn giáp danh để nỗ lực chữa cháy rừng. Thưa quý vị các bạn, vị trí tôi đang đứng đây thuộc tiểu khu 562A, khoảnh 6, bản Tiên Phong, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa là hiện trường của vụ cháy rừng xảy ra vào 2 ngày mùng 3, mùng 4 tháng 4. Và cho đến 17 giờ ngày hôm qua, ngày 4 tháng 4 thì các điểm cháy đã cơ bản được khống chế. Qua báo cáo của các tổ chữa cháy, Ban Chỉ huy chữa cháy rừng huyện Tủa Chùa, diện tích bị cháy là khoảng 42 ha, trong đó diện tích bị cháy thiệt hại là gần 1 ha, còn lại là cháy dưới tán, không ảnh hưởng đến các tầng cây chính của rừng. Nguyên nhân của vụ cháy thì đang được các lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Qua cái vụ cháy thì cũng đánh giá rằng là quanh cái khu vực diện tích cháy không có nương rẫy của bà con nhân dân. Do vậy mà các cơ quan chức năng xác định ban đầu là do cái chủ quan của người dân gây ra. Nguyên nhân chính xác thì sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất. Mặc dù vụ cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên hiện thời tiết nắng nóng khô hanh nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Do vậy tại những vị trí xảy ra cháy rừng, huyện Tủa Chùa vẫn bố trí lực lượng thường trực canh phòng, đồng thời yêu cầu các thôn bản thông báo đến người dân sẵn sàng tham gia chữa cháy khi được huy động. Từ hôm qua cho đến sáng nay là chúng tôi với phối hợp với ban chỉ huy huyện cũng đã cử tổ mà thường xuyên tuần tra để canh gác. Nếu mà có xảy ra lửa bùng phát thì chúng ta sẽ khẩn trương báo cáo, xin ý kiến và tiếp tục. Chính vì vậy thì chúng ta đến hiện giờ này thì chúng ta cũng đã làm tốt cái công tác mà đi tuần và trông coi. Toàn huyện Tủa Chùa hiện có hơn 26.500 ha đất có rừng. Hiện tại nhiệt độ trung bình ngày từ 36 đến 39 độ C. Nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đang được nâng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng đang được địa phương tăng cường. Sau khi cái vụ cháy rừng này xảy ra thì huyện đã ban hành công văn khẩn chỉ đạo các chủ rừng, ủy ban dân các xã thị trấn phải tập trung cao độ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng bằng các giải pháp thường xuyên tuần tra cảnh giới và đặc biệt là cái việc là tuyên truyền người dân tuyệt đối khi vào rừng không mang theo lửa. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, dự án IREM huyện Mường Trà tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu cho các đội xung kích thuộc dự án tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên IREM tại huyện Mường Trà. Tại buổi tập huấn, gần 30 học viên là thành viên của các đội xung kích thuộc ba xã Sa Lông, Hừa Ngài, Hủy Lèng đã được cung cấp kiến thức, kỹ năng về cứu hộ và sơ cấp cứu như sơ tán đối tượng dễ bị tổn thương, băng bó vết thương, di chuyển nạn nhân, cứu đuối nước, ngạt thở, ngừng tim. Các phương pháp lấy thông tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, cách phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai từ các hệ thống ứng dụng phòng chống thiên tai của cơ quan quản lý nhà nước và phản ánh tình hình mức độ thiên tai lên ứng dụng. Thông qua lớp tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ xung kích có đủ năng lực để cứu hộ cho các đối tượng dễ bị tổn thương và sơ cấp cứu cho người bị nạn khi có thiên tai xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, sáng nay Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Tham gia lễ dâng hương có 70 đại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Viếng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, đoàn đại biểu đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân đã anh dũng chiến đấu hy sinh để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính tri ân, tuổi trẻ tỉnh Điện Biên nguyện sống, chiến đấu, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đóng góp sức trẻ, trí tuệ để xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng đổi mới, phát triển. Chiều nay, Hội Luật gia quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cùng cán bộ và nhân dân phường Ngọc Khánh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Tại chương trình thiện nguyện, Hội Luật gia quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Luyện, thôn 11 xã Thanh Hưng, tặng 15 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời, đoàn thanh niên phường Ngọc Khánh đã tặng 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Hưng. Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tặng một bộ máy vi tính cho công an xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Chương trình thiện nguyện nhằm sẻ chia và động viên các em học sinh, hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Hưng vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động của Hội Luật gia quận Ba Đình, thành phố Hà Nội hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng nay, Hội Luật gia quận Ba Đình, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội người cao tuổi thành phố Điện Biên Phủ tổ chức tặng quà cho 5 trường học và người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hội Luật gia quận Ba Đình đã trao tặng 1.000 chiếc khăn quàng đỏ cùng đồ dùng học tập cho 5 trường thuộc các xã khó khăn của thành phố, tặng 100 hộp thuốc an khớp cho 100 người cao tuổi, tặng một bộ máy tính cho Hội người cao tuổi thành phố, tổng giá trị các phần quà trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Luật gia thành phố Hà Nội hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.